chứ. Mẹ gọi thêm dặn 2 tuần đi, đúng 2 tuần rồi. Đâu? Mới bị mụn này à? Ai biết anh không trả lời. Trả lời phải nhanh nhanh ấy chị. Làm biến trả lời á. Này chắc đang xài 2G quá. 5 phút sau mới trả lời chị câu này. Trả lời lẹ lẹ ra mới đẹp được chứ không? Slow motion. Mà trả lời này chắc thôi nghỉ cả luôn. Đúng rồi. Đang mắc cãi nhau rồi. Trả lời đúng slow motion luôn. Chào sáng lên. Ai biết đâu, mọi người ta chạy. Gì à? Vụ gì vậy? Chị bên họ có đưa đường đem với dưỡng cho bạn kêu. Mến này tam ta vậy? Mình nhìn vô mình thấy vô mình thấy mấy đâu đau mày đau mình nữ tâm linh gì đó kiếp nạn nói câu gì vừa mắc cười không chứ hồi xem sau đen Hàn Quốc xem cái phim Vây Hãm mới hay. Vây Hãm Không Lối Thoát á. Quýnh nhau từ đầu phim đến cuối phim luôn. Nói bọn nghiệp dẫn người yêu đi xem phim. Trời ơi. Em thấy không nam chính bị chán. Không biết nữa. Bộ chị rủ đi đi chị có hứng thú với phim đâu. Đam mê phim lắm. Cái tài khoản lên VIP rồi mà. Chị Như hứa 3 ngày chưa lấy rồi. Không có sức lấy. Sáng sớm khác chưa vô lấy một chị. Đau đau vô. Nó làm gì có cơ hội để chị nặn mụn nó nữa. Chị nặn mụn nó nữa. Ồ nặng. Ê mặt anh nghiệp giờ này thấp. Sao em thấy kiểu sắc đẹp mà đeo cái kính gì vậy ta? Kính lão. Kính mà còn có cái nắp nữa. Ý là lúc mà mình đang nhìn mụn nó rõ rồi. Chắc phải mua kính gì đeo quá. Nó có cái đèn ở cái nắp đó hay sao á. Quay sáng lắm. Đi kêu chị ăn mua cho cái kính mày đeo coi. Nhìn mụn rõ hơn nè. Cắn lắm. Khó chịu quá mắt. Hàng đêm mà lâu ấy. Em thấy có một cái kính mà. Kính lúc. Cái kính mà cái trọng nó nhạt. Khóa nét lại. Em chưa biết YouTube của mình là gì. Chị còn chưa biết nè em. Dạ. Một ngày đăng một clip hàng nghìn. Dạ, quay clip nhưng bữa mà TikTok qua thì không có lên được. Còn những ngày nào không quay gì hết thì ngày cũng lên được 2. Ủa chứ không phải chỉ cần quay rồi đăng lên là nó lên à? Cần phải chỉnh sửa nữa hả? Trời ơi, phải ngồi theo dõi dễ hả? Trời ơi. Lựa ra những ví dụ như một đoạn thì sao có những đoạn nào mà không có méo thì để đăng cho cái khác. Copy luôn hay là cắt luôn? Nó sẽ là hàng dài nhất sẽ là cho nó xong rồi kéo nó lên.